ba không thích con chia xe đậu vì sợ sẽ có lúc con té. Xin lỗi ba vì lời ba dạy mà con cái lời con không nghe. Mẹ không thích con hay đi bảo vì sợ ngày mai con sẽ không vậy. Xin lỗi mẹ đam mê con chọn, từ bỏ là điều không dễ. Nhưng ba mẹ ơi vì đam mê làm sao mà con bỏ được. Chiếc xe năm lần đương kim vẫn là điều mà con ao ước. Ba mẹ ơi hãy hiểu cho con, đam mê con không thể từ bỏ. Làm sao mà con quên được cảm giác cầm xe trai lớn tự do. Con xin lỗi vì con không ngoan, con chỉ làm cho ba mẹ phiền lòng. 2-3 giờ sáng con rời khỏi nhà, đi giật xe ở cung đường nóng. Ba mẹ sợ mỗi khi ra xe không bình tĩnh con sẽ rớt nài. Ba mẹ sợ con chỉ ham chơi, không lo gì đến cho tương lai. Đêm nay con sẽ không về, mẹ đừng thức khuya đợi chờ con. Ngoài kia hàng trăm anh em xếp hàng thẳng lối đang gọi con. Dù ngoài thiên hạ con coi là ai, trong mắt mẹ con luôn nhỏ bé. Dù cho con có là idol, người con thương nhất vẫn là mẹ. Gia đình là nơi thiêng liêng đến độ mọi thứ con không từ bỏ. Gia đình là nơi thiêng liêng đến độ mọi thứ con không từ bỏ. Dù cho ngoài kia là thế giới xô bồ và tự do. Dù cho ngoài kia là thế giới xô bồ và tự do. Nhưng với con mẹ vẫn là nhất, còn cha là thứ hai. Nhưng với con mẹ vẫn là nhất, còn cha là thứ hai. Cuộc đời này chỉ một lần, không cho phép con được thử lại. Cuộc đời này chỉ một lần, không cho phép con được thử lại. Ba mẹ sinh con ra lành lặn, không muốn da thịt con bị tổn thương. Ba mẹ lo khi con ra xe, con sẽ gặp bất chắc trên đường. Con biết nhiều đêm không thấy con về, mẹ nằm khóc trên giường. Chỉ cần anh, em con gọi, dù nửa đêm con vẫn lên đường. Con ăn chơi lúc nào cũng được, con chỉ sợ nước mắt mẹ rơi. Xin một lần hãy hiểu cho con yêu mẹ lắm mẹ ơi. Không dễ từ bỏ đam mê, giống như là lời ba từng nói. Con biết nếu con làm sao, tim ba mẹ sẽ không ngừng nhói. Đam mê của con xã hội lên án, gia đình mình thì cấm cản. Dù cho có nhiều lúc con nạn, chỉ biết ngồi và buông lời than. Ngoài kia là thế giới đầy sự cám dỗ, nhưng con trai mẹ chỉ có đam mê, đó vẫn chính là tốc độ. Nhớ đến cha con vững vàng tay lái, nhớ đến mẹ con nhẹ nhẹ tay ga. Xe lớp B xoay lòng tay trái, con đã số chín không tay buông Amaya. Con nuôi đam mê của máy tự do, con biết mình sống là vì đam mê nên con không thể từ bỏ. Gia đình là nơi thiêng liêng đến độ mọi thứ con không từ bỏ. Gia đình là nơi thiêng liêng đến độ mọi thứ con không từ bỏ. Dù cho ngoài kia là thế giới xô bồ và tự do. Dù cho ngoài kia là thế giới xô bồ và tự do. Nhưng với con mẹ vẫn là nhất, còn cha là thứ hai. Nhưng với con mẹ vẫn là nhất, còn cha là thứ hai. Cuộc đời này chỉ một lần, không cho phép con được thử lại. Cuộc đời này chỉ một lần, không cho phép con được thử lại. Nếu cho con lần nữa lựa chọn, con sẽ vẫn chọn lại là đam mê. Nếu cho con được chọn lần nữa, con sẽ vẫn là con ba mẹ. Con biết vì con nhiều đêm mẹ khóc. Con xin lỗi vì con không ngoan, khiến cho ba suy nghĩ đến bạch tóc.